Tiếp tục series bàn giao xe Kia Carnival, nâng cấp lại nội thất limousine. Ngày hôm nay thì khá chuẩn bị bàn giao một xe Kia Carnival đến từ Bình Định luôn nha anh em. Tuần trước thì bàn giao một xe Kia Carnival ở Bình Định với nội thất là màu kem. Ngày hôm nay thì bên Khá bàn giao xe này là nội thất làm lại màu bò kết hợp với màu kem nha. Xe này làm cũng rất là nhiều hạng mục luôn nha anh em. Đầu tiên là bọc full da hết phần tắp bi cửa nè, phối màu giữa vào màu bò và màu trắng kem nha anh em. Đây là bọc da hết luôn nha. Được thực hiện bởi anh em tay nghề có hơn 10 năm kinh nghiệm nha anh em. Cho nên là nhìn từng đường kim mũi chỉ, các chi tiết bọc da nó rất là thẳng đó. Tài phụ thì được may lại, tắp lô trên, tắp lô dưới, con ngựa thì cũng được bọc da lại hết luôn nha. Các chi tiết nhựa thì sơn lại theo màu bò và màu trắng kem luôn. Trong con ngựa này thì có làm thêm một cái tủ lạnh nữa nha anh em đó. Trung tâm điểm nhấn của xe này đó chính là cặp ghế Crypto 4.0 Pro, có khả năng là điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Hầu như là cặp ghế Crypto 4.0 Pro này có thể nói là hot nhất năm 2024 nha anh em. Như anh em có thể thấy là bên Khá rất là thường xuyên giao xe và hầu hết các xe đều chọn cặp ghế Crypto 4.0 Pro này. Ghế có khả năng điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt nha. Hai Pro Limo. Em đây. Ghế đi lên. Ghế đi lên. Ghế đi xuống. Ghế đi xuống. Ngưng hoạt động. Ngưng hoạt động. Đó, có rất là nhiều tính năng luôn. Tất cả chúng ta đều có thể là ra lệnh bằng giọng nói hết luôn nha. Sàn xe thì làm bằng sàn gỗ luôn. Đó, sàn gỗ. Và kết hợp với lại là cái ốp cửa lùa. Sàn gỗ lên cũng rất là sang nha anh em. Xe còn làm thêm bể bước chân chỉnh điện nữa nha anh em. Khi mà cửa đóng lại thì bể bước chân nó sẽ gập lên và mở cửa ra, nó sẽ mở ra hả. Đây, mở ra đó, hiệu lực rất tốt nha. Ngay vị trí trung tâm này có làm một cái màn hình tivi đó, 24 inch. Xe thì còn làm thêm một cái dàn âm thanh đến từ thương hiệu Garand của Đức luôn và Marconi của Ý. Đó. Hai quay nha anh em, dàn âm thanh hai quay, hai cặp loa hai quay. Ở phía sau thì làm một cái súp hơi đó, như thế này nè anh em, nhìn lên rất là sang nha. Còn đây là cái băng ba, băng ba được thay mới hoàn toàn luôn, có khả năng chỉnh điện, chúng ta có thể chỉnh từ phía sau hoặc là chỉnh từ bên trong đều được hết luôn nha. Nâng ngã nè, đó. Phía sau dưới đây thì bên Khá làm luôn cái sàn carbon ra tới phía này luôn để cho nhìn nó sạch và nó sang hơn rất là nhiều. Phần trần là trần này là trần da luôn nha anh em, được dập lỗ đó, kết hợp với trần ánh sao lung linh huyền ảo. Rồi bây giờ Khá mời anh em cùng xem qua gói nâng cấp cho xe Kia Carnival đến từ Bình Định này nha. Anh em nếu như quan tâm đến nâng cấp limousine cho xe, các dòng xe MPV, SUV thì có thể liên hệ trực tiếp với bên Khá để bên Khá có thể tư vấn cụ thể cho anh em nha. Tại showroom của bên Khá thì có đầy đủ tất cả các mẫu MPV và SUV, anh em có thể đến trải nghiệm và chọn cho mình một cái mẫu phù hợp nhất nha.